Đây là hình ảnh được quay tại thị xã Cửa Lò vào sáng 14 tháng 10. Các công tác chuẩn bị phòng chống bão số 7 có khả năng đổ bộ cơ bản đã hoàn tất. Đến thời điểm này, hơn 200 tàu thuyền đánh cá các loại của bà con ngư dân đã về đến nơi trú ẩn an toàn. Đối với hệ thống nhà hàng ven biển, thị xã đã chỉ đạo các hộ kinh doanh chằng chống cẩn thận và đến 10 giờ sáng nay phải đóng cửa, không bố trí đông người ở lại nhà hàng. Nghe chủ trương của thị xã và anh em cũng đã tích cực làm một số đầu ốt đã làm hôm qua, còn hôm nay thì chúng tôi hơi chậm một chút nhưng cũng đã đang làm. Và tình hình thì chủ trương của thị xã thì tất cả các cái ốt của khu ẩm thực hội là phải phòng chống, rằng dịt tất cả các ốt lại và không cho người ở lại đấy, thì chúng tôi đang thực hiện ạ. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò, đến thời điểm này các phương án đối phó bão số 7 đã được triển khai, trong đó chú trọng phương án chiều cường dâng cao. Các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các vị trí xung yếu, nhất là hệ thống mương tiêu úng ở các khu dân cư, các công trình xây dựng trên địa bàn. Các lực lượng liên quan đã được huy động để chặt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống điện, tháo dỡ biển quảng cáo, băng rôn, sẵn sàng ứng cứu khi mưa bão đến. Đó, chúng tôi rất chủ động trong công tác phòng chống cơn bão này, đặc biệt là công tác kêu gọi tàu thuyền thì đến thời điểm này hơn 200 tàu thuyền đã về nơi trú ẩn an toàn, và chúng tôi để yêu cầu các phường thông báo cho các ký ốt dọc bãi biển vì chằng chống lại và không cho kinh doanh, bắt đầu từ 10 giờ thì đóng ốt và không cho kinh doanh. Và tất cả các cái hệ thống mương thoát nước thì sáng nay chúng tôi đã triển khai đồng bộ để khơi thông tất cả các cái điểm xung yếu trên địa bàn. Cùng với đó thì công tác chặt tỉa cây xanh cũng như chằng chống các cái cột điện mà có nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi đã yêu cầu tất cả các thành viên ban chỉ đạo của thị xã trực tiếp xuống kiểm tra các phường và yêu cầu các phường thì cùng các đơn vị để triển khai. Phương châm của thị xã là thực hiện 4 tại chỗ và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân nhằm tránh tư tưởng lơ là chủ quan. Đồng thời, theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão để có phương án đối phó kịp thời, qua đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản khi mưa bão đến.